Chào mừng các bạn đến với kênh Tóc Sao Hoa. Và Tóc Sao Hoa tin rằng trong bản tin hôm nay, các bạn sẽ được cập nhật thêm nhiều thông tin mới nóng hổi và bổ ích. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với những thông tin mới có trong ngày hôm nay. Phim cổ trang Trung Quốc, ngoài hình ảnh, âm thanh thì trang phục của diễn viên cũng là vấn đề mà nhà sản xuất quan tâm. Bởi lẽ trang phục là một phần vô cùng quan trọng, thể hiện được gia cảnh, tính cách của nhân vật. Bên cạnh đó, trang phục đẹp cũng là một trong những lý do để khán giả nán lại với bộ phim đó. Những bộ y phục màu đỏ rất hút mắt người xem đã giúp diễn viên trở nên nổi bật hơn. Hãy nhìn những mỹ nhân cổ trang này diện váy đỏ cũng đủ để chứng minh cho khẳng định đó. Thứ nhất, Địch Lệ Nhiệt Ba vai Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa là một trong những bộ phim làm mưa làm gió trong năm 2018. Trong phim, nhân vật Phượng Cửu do Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận là một tiểu công chúa thanh khâu. Cô nàng có tính cách đáng yêu, thuần khiết và là một cô gái xinh đẹp trong lòng của rất nhiều người đàn ông khác. Về việc nhân vật Phượng Cửu nhận được rất nhiều sự đón nhận của khán giả, ngoại trừ tình tiết diễn xuất ra thì không thể không kể đến bàn tay khéo léo của các nhà thiết kế tạo hình. Mỗi một bộ y phục từ tím, hồng đến đỏ đều vô cùng thích hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba, toát lên được hình tượng thiếu nữ xinh đẹp. Đặc biệt với những bộ váy màu đỏ cùng nước da trắng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba càng trở nên nổi bật. Xem Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nhiều người còn cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp lấn lướt cả nữ chính Bạch Thiền. Thứ hai, Dương Mịch vai Phù Giao trong Phù Giao Hoàng Hậu. Nội dung phim Phù Giao Hoàng Hậu kể về nàng Mạnh Phù Giao, một cô gái kiên cường, túc trí đa mưu vì muốn thu thập mật lệnh của Ngũ Châu mà phải trải qua muôn vàn hiểm nguy. Trên đường lang bạt tìm cách phá giải phong ấn ngũ trùng theo lời dặn của Chu Thúc, nàng gặp gỡ Thái tử Trường Tôn Vô Cực. Sau khi cùng nhau trải qua hàng loạt biến cố, nhận ra tâm ý của nhau, bên nhau trọn đời. Trong Phù Giao Hoàng Hậu, tạo hình của Dương Mịch biến hóa vô cùng đa dạng, lúc cải nam trang, khi thì thanh thuần đáng yêu, rồi lại sắc sảo huyền bí. Tuy nhiên, dù là tạo hình có biến hóa như thế nào thì mỗi lần nàng Phù Giao khoác lên mình bộ y phục đỏ đều khiến người xem trầm trồ vì quá đẹp. Thứ ba, Bành Tiểu Nhiễm vai Tiểu Phong trong Đông Cung. Nói đến những mỹ nhân cổ trang mặc váy đỏ, chắc chắn không thể không nhắc đến Tiểu Phong trong bộ phim gây sốt năm 2018 là Đông Cung. Tiểu Phong xuất hiện với những bộ trang phục màu đỏ đã chiếm trọn cả tình của fan nguyên tác Đông Cung. Với nước da trắng ngần, Bành Tiểu Nhiễm diện những bộ váy màu đỏ thực sự là một vũ khí chết người, khiến khán giả phải trầm trồ vì quá đẹp. Trang phục đỏ, một mình một ngựa giữa thảo nguyên, Bành Tiểu Nhiễm đã thể hiện vô cùng chân thực một Tiểu Phong trong sáng, đáng yêu, tự do, tự tại. Thứ tư, Cúc Tình Y vai Hàn Vân Tịch trong Vân Tịch Truyện. Vân Tịch Truyện cũng là một trong những bộ phim gây được tiếng vang lớn trong năm 2018 cùng với Phù Giao Hoàng Hậu của Dương Mịch. Dù tạo hình của diễn viên trong Vân Tịch Truyện bị chê khá nhiều nhưng với vẻ ngoài trời sinh thì không có gì làm khó được Cúc Tình Y. Cúc Tình Y vốn sở hữu nhan sắc thanh thuần trong trẻo thu hút ánh nhìn của người đối diện. Đặc biệt với nhan sắc ấy, khi Cúc Tình Y khoác lên mình váy cưới màu đỏ cùng thần thái miễn chê thì nàng mỹ nữ này thực sự đã thành công gây thương nhớ cho không ít mọt phim. Thứ năm, Lý Thấm vai Nguyên Thuần trong Đặc Công Hoàng Phi Sở Cửu Truyện. Trong phim, Lý Thấm vào vai Nguyên Thuần là công chúa nước Tây Ngụy, một lòng một dạ yêu thế tử Yến Tuân. Ban đầu cô có tính cách đơn thuần trong sáng và thiện lương. Thế nhưng cú sốc bị Yến Tuân tự hôn và Yến Bắc Quân làm nhục đã khiến Nguyên Thuần thay đổi, trở nên độc ác thủ đoạn. Nguyên Thuần rất ghen ghét và tìm cách hãm hại Sở Kiều, người con gái mà Yến Tuân yêu. Dù chỉ thể hiện vai thứ chính trong Đặc Công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện nhưng Lý Thấm vẫn giành thiện cảm của đông đảo khán giả nhờ tạo hình xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng. Với hình ảnh mặc váy đỏ trong những tập cuối của phim, Lý Thấm khiến người xem cảm thấy đau thương thay cho một người con gái thuần khiết vì yêu mà sinh hận. Nhiều người còn cho rằng công chúa Nguyên Thuần là người con gái mặc váy đỏ khiến người ta đau lòng nhất. Quả thực, màu đỏ rất có sức hút, nhìn những mỹ nhân của cha này khoác lên mình y phục màu đỏ, thực sự khiến người xem không thể rời mắt. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh Tóc Sao Hoa. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những tin tức mới nhất của nhóm. Và bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!